Rồi các bạn cùng ghi nội dung bài học giúp thầy. Đó là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Và trong cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung làm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thôi. Và chúng ta cũng chỉ dành một buổi để làm về phần hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thứ nhất, chúng ta nói về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là hệ có dạng AX cộng BY bằng C và A'X cộng B'Y bằng C'. Phần thứ hai, đó là phương pháp giải. Có thể thấy rằng là có rất nhiều phương pháp để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì chúng ta có thể thống kê ở đây là những phương pháp như sau. Phương pháp thứ nhất các bạn có thể thống kê ra đó là các bạn dùng máy tính cầm tay. Tức là các bạn có thể dùng máy tính. Một ưu điểm của cái cách dùng máy tính đó là các bạn có thể bấm ra nghiệm rất là nhanh. Nhưng nó có một cái nhược điểm rất lớn, đó là khi nó có tham số thì các bạn không thể bấm máy tính được. Cái phương pháp thứ hai đó là chúng ta dùng phép thế. Phương pháp thứ ba đó là cộng đại số. Và phương pháp thứ tư đó là dùng định thức. Và trong nội dung ngày hôm nay thì thầy sẽ tập trung chủ yếu với các bạn ở ba phương pháp phía dưới, đó là phép thế, cộng đại số và dùng định thức. Chúng ta xét ví dụ số 1. Giải hệ hai x cộng y bằng 4. X trừ y bằng âm 1. Ở cái hệ này thì thầy sẽ trình bày với các bạn theo 3 cách làm. Ở đây thầy không đề cập đến cái cách dùng máy tính các bạn nhé. Cách 1. Đó là thầy sẽ dùng phương pháp thế. Rồi chúng ta có hệ như thế này. Đặt phương trình đầu là 1. Phương trình tiếp theo là 2. Phương pháp thế là gì? Là chúng ta có thể rút được x theo y hoặc rút được y theo x rồi thay vào phương trình còn lại. Giả sử thầy xét phương trình 2. Đó là x trừ y bằng âm 1. Từ đây thầy rút ra y sẽ bằng x cộng 1. Đấy, y bằng x cộng 1. Sau đó thay vào 1. Chúng ta được kết quả như sau. 2x
cộng với y thì sẽ được thay là x cộng 1 bằng 4. Đấy các bạn nhìn nhé. Đấy, y sẽ được thay bởi x cộng 1. Vì cái hành động này nên cái phương pháp chúng ta đang sử dụng được gọi là phương pháp thế. Cái phương trình này tương đương với 3x cộng 1 bằng 4, thầy chuyển số 1 sang bên kia thì còn 3. Và chúng ta tìm ra được x bằng 1. Sau khi tìm x bằng 1 thì chúng ta thay vào đây. Đấy, thì chúng ta suy ra y bằng 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy chúng ta đã tìm được x và y. Đó là x bằng 1 và y bằng 2. Kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm x y bằng x bằng 1 y bằng 2. Trong buổi hôm nay thì thầy nhờ một bạn khi ghi xong báo cho thầy, thầy nhờ Khôi nhé. Khôi ghi xong báo cho thầy. Vâng ạ. Bạn nào không rõ ở phần nào thì bật mic hỏi thầy ngay nhé. Khôi nhớ ghi xong báo cho thầy Khôi nhé. Em xong rồi. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, đây là cách làm số 1, đó là chúng ta dùng phương pháp thế. Thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm số 2. Đó là chúng ta dùng phương pháp cộng đại số. Rồi chúng ta đưa lại cái phương trình này xuống đây. Phương pháp cộng đại số là gì? Đó là chúng ta sẽ nhân một phương trình với một cái số nào đấy. Mỗi một phương trình với một số nào đấy. Nhằm mục đích là làm mất đi x hoặc làm mất đi y. À, thầy sẽ đưa cả cái phần này sang một cái trang mới để chúng ta cùng làm. Đây, thầy đưa sang trang mới nhé. Khi các bạn thực hiện phép cộng đại số thì các bạn có rất nhiều lựa chọn. Ở đây thầy sẽ đưa ra hai lựa chọn để các bạn cùng tham khảo. Đây là lựa chọn thứ nhất. Đây, lựa chọn thứ nhất này. Và lựa chọn thứ hai. Chúng ta linh hoạt trong các lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là gì? Đó là thầy sẽ tìm cách làm mất y. Như vậy thầy sẽ tìm cách làm cho mất y. Và lựa chọn thứ hai đó là thầy sẽ lựa chọn làm cho nó mất x.
Thế thì lựa chọn làm cho mất y thì thầy thấy như sau. Đây các bạn thấy này, chúng ta có thể cộng hai vế với nhau, tức là cộng hai phương trình với nhau thì chúng ta được một cái phương trình mới như thế này. Đó là các bạn lấy phương trình trên cộng với phương trình dưới. Như vậy là 2x cộng x ra 3x. Dương y cộng với âm y hết. 4 cộng với âm 1 ra 3. Sau đó chúng ta giữ lại một trong hai phương trình. Các bạn có thể giữ lại phương trình trên hoặc giữ lại phương trình ở phía dưới. Giữ phương trình nào cũng được. Theo quan điểm của thầy thì các bạn nên giữ phương trình nào đơn giản hơn. Vậy chúng ta thấy cái phương trình ở phía dưới đơn giản hơn, nên chúng ta giữ lại phương trình phía dưới, đó là x trừ y bằng âm 1. Giải hệ này thì các bạn phát hiện ra là ở phương trình thứ nhất 3x bằng 3, tức là x bằng 1. Sau đó các bạn lấy x bằng 1 thay vào phương trình dưới. Chúng ta được 1 trừ y bằng âm 1. Và chúng ta tìm ra được x bằng 1 và y bằng 2. Và chúng ta hoàn thành xong cái cách giải thứ hai, đó là cộng đại số. Vậy cộng đại số chính là chúng ta thực hiện phép cộng hoặc phép trừ hai phương trình với nhau một cách hợp lý. Như vậy ở trường hợp thứ nhất này, thầy đã lựa chọn là làm mất y. Thế bây giờ ở lựa chọn thứ hai làm mất x thì làm sao? Các bạn quan sát phương trình ban đầu. Nếu chúng ta thấy ở trên là 2x, ở dưới là x, thì dù các bạn có cộng theo vế hay trừ theo vế thì nó cũng không thể mất x được. Do đó muốn mất x thì các bạn làm như thế này. Các bạn lấy hệ số của x đưa lên đây. Lấy hệ số của x chỗ này đưa xuống dưới. Như vậy chúng ta sẽ được ở đây là số 1. Thầy dùng mực đỏ để các bạn dễ nhìn, số 1. Và vị trí ở đây là số 2. Các bạn lấy số 1 nhân với phương trình thứ nhất. Nhắc lại, lấy số 1 nhân với phương trình thứ nhất, chúng ta được 2x cộng y bằng 4. Lấy số 2 nhân với phương trình số 2, chúng ta được 2x trừ 2y bằng âm 2. Sau đó chúng ta sẽ cộng theo vế hoặc trừ theo vế một cách phù hợp. Ở đây thầy thấy rằng chúng ta sẽ thực hiện hành động đó là trừ theo vế. Vì khi thực hiện phép trừ theo vế thì 2x trừ đi 2x, như vậy là mất x các bạn nhé. Vậy chúng ta được một cái hệ tương đương như thế này. 2x trừ đi 2x là hết. 2x trừ đi 2x là hết này. Lấy y trừ đi âm 2y thành 3y. Lấy 4 trừ đi âm 2 bằng 6. Và trong hai cái phương trình này các bạn giữ lại một trong hai phương trình. Các bạn thích giữ phương trình nào cũng được. Hoặc các bạn có thể giữ phương trình ở trên đề bài, đó là một trong hai phương trình của đề bài. Ở đây thầy thấy là cái phương trình ở đề bài là phương trình số 2 này, nó đơn giản hơn nên thầy giữ lại phương trình thứ hai. Vậy thầy giữ lại phương trình đó là x trừ y bằng âm 1. Từ đây chúng ta sẽ tính được y. Y sẽ bằng 2. Y sẽ bằng 2 các bạn nhé. Rồi thay số 2 vào phương trình dưới, chúng ta được x trừ 2 bằng âm 1. Và đến đây chúng ta tìm ra được x sẽ bằng 1 và y sẽ bằng 2. Như vậy khi giải phương trình bằng cách cộng đại số
Các bạn có hai lựa chọn. Một là làm sao để nó triệt tiêu được y. Hai là làm sao để nó triệt tiêu được x một cách phù hợp. Trời ơi, hôm nay mạng nhà em nó không không ổn định nên thầy bảo bạn nào báo đi không, em bay ra bay vào liên tục. Báo báo thế nào em? Báo ghi xong rồi đi thầy. À ok rồi. Thế thì thầy nhờ bạn Đức hỗ trợ cho thầy là ghi xong thì báo cho thầy nhé Đức nhé. Vâng. Đấy, phần này em ghi xong rồi. Rồi thầy cảm ơn. Cả hai cái phương pháp đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số về cơ bản là các bạn đã được học, nhắc lại là các bạn đã được học ở lớp 9. Ở đây thầy nhắc lại cho các bạn. Chúng ta sang phương pháp số 3, cách làm số 3. Đó là dùng định thức. Phương pháp dùng định thức. À, thầy nhấn mạnh cho các bạn điều này. Đây là một cái phương pháp rất hay các bạn nhé. Rất hay. Nó sẽ giúp các bạn giải quyết được gần như tất cả các cái yêu cầu mà chúng ta gặp phải khi giải phần hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, thầy sẽ giải thích về cái cách dùng định thức như sau. Đây, trước tiên thầy giải thích cho các bạn nhé. Chúng ta có một cái hệ tổng quát như thế này. Đó là AX cộng B Y bằng C. A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy. Chúng ta sẽ đặt D bằng. À, đến đây chúng ta sẽ đặt D bằng. Đây các bạn gạch cho thầy hai cái gạch này này. Nó giống như cái dấu trị tuyệt đối ấy. Đấy. Đấy. Chúng ta lần lượt đặt đó là DX, DY, DX, DY. Rồi, lần lượt đặt là DX, DY. Rồi DX thì D thì bằng gì? Các bạn điền cho thầy là A này, B này. A phẩy này, B phẩy này. DX thì các bạn là che cái cột X này lại. DX thì các bạn che cột X này lại. Thì các bạn sẽ còn là gì? B, C, B phẩy, C phẩy. Như vậy là B, C, B phẩy, C phẩy. Và các bạn cho thêm dấu trừ cho thầy. Cho thêm dấu trừ đằng trước cho thầy. DI thì làm gì? DI thì các bạn che Y lại. Thì các bạn sẽ được là A phẩy, C phẩy. Như vậy chúng ta được là A phẩy, C phẩy. Thì đây được gọi là định thức các bạn nhé. Thì D được tính như thế nào? Các bạn nhân chéo, trừ đi nhân chéo. À, như vậy nó sẽ bằng là AB phẩy
trừ đi a phẩy b. Tương tự, nhân chéo trừ đi nhân chéo. Các bạn lưu ý là nó có dấu trừ ở đằng trước nhé. Như vậy nó sẽ bằng là trừ mở ngoặc BC phẩy trừ B phẩy C. DI thì nhân chéo trừ đi nhân chéo. Vậy nó sẽ bằng là AC phẩy trừ A phẩy C. Thì đây được gọi là định thức các bạn, định thức. Và từ đây chúng ta có những cái biện luận như sau. Đấy, từ đây chúng ta có những biện luận như sau. À, cái biện luận thứ nhất thứ hai và thứ ba, và các bạn cố gắng nhớ được ba cái tình huống này. Trường hợp thứ nhất đó là nếu dx khác không, nếu d khác không, đó là nếu định thức d này mà khác không thì hệ có nghiệm duy nhất. Và nghiệm đó được cho bởi công thức này. X bằng DX chia D. Và Y bằng DY chia D. Thế như vậy hệ này được cho bởi, cái nghiệm của hệ được cho bởi một công thức. Trường hợp thứ hai đó là nếu D mà bằng 0. Đồng thời DX bằng 0 hoặc DY bằng 0 thì chúng ta kết luận hệ có vô số nghiệm. Trường hợp thứ ba đó là nếu dx bằng 0, nếu d bằng 0. Một trong hai tình huống sau xảy ra. Đó là dx mà khác 0 hoặc dy mà khác 0 thì chúng ta kết luận hệ vô nghiệm. À, như vậy nó cho chúng ta một cái biện luận đó là khi nào hệ có nghiệm duy nhất. Đấy, khi nào hệ có nghiệm duy nhất. Nó cho chúng ta điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất. Cho chúng ta điều kiện để hệ có vô số nghiệm. Và nó cho chúng ta điều kiện để đưa ra kết quả đó là hệ vô nghiệm. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là mạnh mà các bạn cần ghi nhớ. Đấy, Đức ghi xong cái sơ đồ này thì báo lại cho thầy Đức nhé. Vâng. Ừ. Cái này ở lớp 9 các bạn đã được tiếp cận với định thức chưa? Chưa ạ. À. Thầy em ghi xong rồi. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng cái định thức này để giải một cái phương trình bất kỳ đã nhé. Phương trình ở đây là chưa có tham số. Rồi, thầy lấy cái phương trình ban đầu của chúng ta này để sử dụng cái phương pháp định thức nhé. Các bạn sẽ thấy nó rất là hay luôn.
Như vậy chúng ta đang ở cách làm số 3. Rồi đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các bạn là làm bài toán này bằng định thức. Rồi các bạn nhìn này. Đầu tiên là thầy sẽ tạo ra D trước. Định thức D này thì bằng. Đấy, sau đó chúng ta tạo ra định thức dx. Rồi tạo ra định thức dy. Dx này, dy này. Và ở dx các bạn nhớ cho thầy có dấu trừ nhé. Các bạn đặt cho thầy dấu trừ luôn này. Rồi để tạo ra định thức d ấy, thì các bạn quan tâm đến cho thầy bốn cái số ở đây. 2, 1, các bạn nhìn mũi tên nhé, à cái tia laser này, 2, 1, 1, âm 1, 2, 1, 1, âm 1. Ok này, bây giờ để tạo ra dx thì làm sao? Các bạn che cái cột x này đi. Vậy là các bạn có 1, 4, 1, 4, âm 1, âm 1. Nhắc lại, để tạo ra dx thì các bạn che cột x đi thì sẽ tạo ra được dx. À, hệ số là 1, 4, âm 1, âm 1. 1, 4, âm 1, âm 1. Bây giờ để tạo ra định thức dy, các bạn che cột y này lại. Vậy hệ số ở đây là gì? 2, 4, 1, âm 1. Nhắc lại, 2, 4, 1, âm 1. À, 2, 4, 1, âm 1. Rồi, định thức có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện phép trừ nhân chéo. Rồi trừ đi nhân chéo như thế này. 2 nhân âm 1 là âm 2. Trừ đi 1, kết quả bằng âm 3. Dx các bạn chú ý chúng ta có cái dấu trừ ở đằng trước này. Đấy, thật cẩn thận nhé. Như vậy thầy đặt dấu trừ ở đằng trước cho nó cẩn thận đã này. Mở ngoặc. Nhân chéo. Trừ đi nhân chéo. Rồi như vậy nó là âm 1. Trừ đi âm 4 thành cộng 4. À, kết quả của nó bằng âm 3. DI này các bạn này, nhân chéo, trừ đi nhân chéo. Vậy kết quả của nó sẽ là âm 2 trừ 4 bằng âm 6. Các bạn nhận thấy là cái thằng D, định thức D khác không? Khi định thức D khác không thì hệ có nghiệm duy nhất. Từ đây chúng ta suy ra. X sẽ bằng DX chia D. Và Y sẽ bằng DY chia D. Rồi các bạn thay số thì các bạn kết quả là gì? DX chia D là âm 3 chia âm 3. Kết quả bằng 1. DY chia D tức là âm 6 chia âm 3. Kết quả bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra được hệ có nghiệm x y bằng 1 2. Rồi đây là chúng ta viết rất cẩn thận các bạn nhé. Viết rất cẩn thận. Viết rất cẩn thận. Đức ghi xong báo cho thầy Đức nhé.
Rồi. ơi. Đây chuyển dưới lên cho em nhìn cái định thức tí nào. À đây, ok. Đây, thầy để như này thì các bạn nhìn quan sát được hết này. Để em nghĩ xong rồi. Rồi, thầy cảm ơn. Để chờ các bạn ghi một chút đã. À, nếu mà viết nó cẩn thận như thế này thì các bạn có một cái cảm giác là à vậy thì làm định thức nó dài hơn chứ làm sao mà ngắn hơn được. Chắc chắn là dài hơn. Thế nhưng sau khi chúng ta đã biết cách viết rất cẩn thận rồi thì thầy sẽ chỉ cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể dùng định thức một cách linh hoạt hơn và kết quả ra nhanh hơn. Và người ta nói là chúng ta có thể nhẩm được cái hệ này. Dù hệ số nó có xấu đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể nhẩm được các bạn nhé. Rồi, bây giờ thầy bắt đầu dạy các bạn cách nhẩm này. Ok nhá. Nào, các bạn nhìn này, đầu tiên thầy sẽ nhẩm đúng với cái hệ mà chúng ta đang có này. Từ đây thầy suy ra luôn, hoặc là tương đương x bằng y bằng à, thầy tạo ra phân số này. Các bạn nhân chéo này, các bạn nhìn cái đường đi của mũi tên này nhé, cái tia laser của thầy này. Nhân chéo trừ đi nhân chéo. À, như vậy các bạn thấy kết quả là gì? Là âm 2 trừ đi 1, kết quả bằng âm 3. Vậy mẫu số này là âm 3. Nó chính là D đấy các bạn. Bây giờ để tìm ra x thì các bạn gạch xóa bỏ, che cái chữ x này đi. Thế sau đó các bạn nhân chéo trừ đi nhân chéo. Vậy kết quả là gì? Âm 1. Các bạn nhìn này, âm 1 trừ đi trừ 4 thành dương 3. Nhắc lại, âm 1 trừ đi trừ 4 bằng dương 3. Thì thằng dx có dấu trừ, như vậy dương 3 đảo dấu thành âm 3. Kết quả bằng 1. Vậy là các bạn lưu ý là ở cái thằng x này này, nó có đảo dấu nhé. Nó có đảo dấu là vì trong cái thằng dx của nó có dấu trừ ở phía đầu ấy. Đây này, trong cái thằng dx của nó có dấu trừ ở phía đầu, có nghĩa là nó đảo dấu. Ok. Tính lại dx cho các bạn xem này. Muốn tính dx thì các bạn che cột x đi. Âm 1 trừ đi âm 4 thành dương 3. Đảo dấu thành âm 3. Kết quả bằng 1. Bây giờ để tính DI này, che cột Y đi. Âm 2 trừ 4 thành âm 6. Kết quả là 2. Vậy hệ có nghiệm là 1, 2. Các bạn hình dung ra cách giải hệ chưa? Rồi bây giờ thầy lấy một ví dụ bất kỳ cho các bạn xem nhé. Thầy nhờ một bạn lấy cho thầy một ví dụ nào. Bạn Khánh Nhi cho thầy một hệ nào. X bao nhiêu x cộng bao nhiêu y nào Khánh Nhi. Em thưa thầy là 3x cộng 2y Bằng. bằng 1 đấy. Bằng 1. Rồi tiếp. 5x chứ y Bằng 3. 3. Ok. Rồi. Các bạn nhìn thấy cái hệ này về cơ bản mà nói chúng ta mà nhẩm là rất là khó. Nhưng bây giờ nhờ cái công cụ định thức vừa rồi thì các bạn có thể tìm ngay ra nghiệm này. Tương đương này. X bằng này. Y bằng này. Bao giờ thầy cũng viết dưới dạng phân số nha.
Rồi bây giờ thầy tạo ra mẫu số của nó bằng cách nhân chéo này. Trừ đi nhân chéo. Rồi âm 3 trừ đi 10 thành âm 13. Mẫu số là âm 13. Bây giờ để tính dx thì thầy bỏ gạch bỏ chữ x này đi, gạch bỏ cột x đi. Thầy thực hiện nhân chéo này. 6. Các bạn nhìn nhé, 6 này. Trừ đi âm 1 thành cộng 1 là 7. X đảo dấu, số 7 đảo dấu thành âm 7. Vậy x sẽ bằng 7 phần 13. Bây giờ để tính y này thì thầy che cột y này. Nhân chéo này, 9 trừ 5 còn 4. Vậy kết quả bằng âm 4 phần 13. Và hệ nghiệm có nghiệm là x y bằng 7 phần 13 âm 4 phần 13. Rồi, thầy hỏi bạn Khánh Nhi có thấy nó giải hệ này nhanh hơn phép thế và phép cộng đại số không? Ừ, bây giờ chúng ta cùng thử một ví dụ nữa nhé. Rồi, thầy mời Huyền Trang cho thầy một ví dụ nào, Huyền Trang. Em là 2x cộng 3y bằng 7. Rồi, ok. X cộng 4y bằng 9. Rồi, Trang giải luôn cho thầy cái hệ này nào. X bằng y bằng x bằng 8 bằng ở phân số ở dưới là 5 ạ. Dưới là 5, chuẩn rồi, ok. Ở trên là âm 7 ạ. Ui. Ở x ạ. Nào, 9327, 7428, 27 chứ 28 bằng bao nhiêu? Là 1 ạ. 1, nhưng mà 27 chứ 28? Không ạ, là âm 1 ạ. Rồi, đảo dấu thành 1. 1 ạ. Ok, em nhớ là ở cái thằng x này này, nó có đảo dấu nhé. Nhớ được không? Đấy, x có đảo dấu này. Rồi, y bằng bao nhiêu đây? Em thấy y là 11. Ok, chuẩn rồi. Thấy có dễ áp dụng không hả Trang? Dạ vâng, dễ. Ok, rồi thầy lại mời một bạn nữa nhé. Thầy thử cái phân số đi thầy. Ok, nào Đức. Thôi thầy cho đi thầy. Đức cho một ví dụ về phân số nào. Này là 3 phần A 2X. 3 phần mấy? 3 phần 2. 3 phần 2 X. Cộng 1 phần 5 Y. 1 phần 5 Y. Bằng 1. Bằng 1. Tiếp đi. 1 phần 2 X trừ 3 phần 4 Y. Bằng mấy? Bằng 2. Bằng 2. Ok. Chúng ta sẽ rất thông minh khi làm điều này. Đó là chúng ta sẽ tìm cách loại bỏ phân số. Thì để loại bỏ phân số thì ở phương trình đầu tiên thầy nhân với 10. Ở phương trình thứ hai thầy nhân với 4. 10 chính là cái mẫu số chung của phương trình thứ nhất. Và 4 là mẫu số chung của cái phương trình thứ hai. Vậy nhân với 10 thì thầy sẽ được là 15x. Cộng 2y. Bằng 10. Nhân với 4 thì thầy sẽ được là 2x. Trừ 3y bằng 8. Đến đây Đức nhẩm nghiệm cho thầy nào. X bằng. Em thầy là âm 45 trừ đi 4. Âm 45 trừ 4 thành bao nhiêu? Âm 45 trừ 4 bằng âm 49. Rồi ok, âm 49. Rồi tính x nào. X bằng 16 trừ đi 30. Âm 30 là được
16 trừ âm 30 bằng 14. Ôi Âm rồi 14. ôi rồi ôi trời đất ơi. Alo. 16 trừ đi âm 30 tức là phải cộng với 30. Là bằng 46. 46. Ok, âm 4. âm 46 đúng không? X đảo dấu mà. Rồi y nào. Bằng 120 trừ đi 40 trừ đi 20 bằng 100. Ok, bằng 100. Thế như vậy có phải là x y sẽ có nghiệm như sau không? 46 phần 49 âm 100 phần 49. Giải đáp được câu hỏi của Đức chưa? Ok nhá. Đấy. Rồi chúng ta lấy thêm một ví dụ nữa nào. À, thầy mời bạn là Út. À, Khánh Ly. Khánh Ly lấy cho thầy một ví dụ nào Khánh Ly. Khánh Ly lấy cho thầy một ví dụ nào. Khánh Ly nghe rõ không Khánh Ly? NTK Ly này, Nguyễn Thị Khánh Ly này. À Khánh Ly không có mic à? Ừ, ui dồi ôi, mic em hỏng. Rồi thôi đành để chị. Phương Ánh lấy cho thầy một ví dụ nào Phương Ánh. À, em thưa thầy là 5x trừ 10y bằng 1 phần 2. Ok. Xong rồi phía dưới là 3x cộng với 8y bằng 5. Rồi như vậy em sẽ biến đổi cho nó mất cái phân số đã nhé, cho dễ làm việc nhé. Như vậy chỗ này sẽ là 10x trừ 20y bằng 1. Và 3x cộng với 8y bằng 5. Rồi em nhẩm nghiệm cho thầy nào. X sẽ bằng 80 trừ đi trừ 60 tức là cộng 60. 80 cộng 60. 140 ạ. Ok, 140 ạ. Rồi. Che cột x đi để tính x nào. À, chỗ kia sẽ là âm 100 trừ 8. Âm 108 ạ. Đảo dấu. Âm 108. Đảo dấu. Sẽ bằng 108 ạ. Ok. Rồi, y nào. À, y sẽ là năm mươi trừ ba. À bằng 53. 50 trừ 3. À, bằng 47 ạ. Ok rồi, ôi đấy các anh các chị là chịu khó dùng máy tính quá cơ. Thế cho nên bây giờ tính ôi trời ơi mấy con số này không tính được. À, rồi, đã hiểu cách dùng định thức chưa? Ừ ok. Dạ, em hiểu rồi. Ừ. Sáng thấy dùng định thức hay không Sáng? Sáng ơi. Ừ, mic của Sáng hỏng rồi, chả nghe thấy gì cả. Rồi ok, như vậy là thầy đã hướng dẫn các bạn cách dùng định thức rồi nhá. Và từ giờ trở đi ấy thì các bạn chịu khó dùng định thức một chút thì chúng ta sẽ có cái cách nhẩm rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ số 1. Các bạn cùng nhìn lại này. Ví dụ số 1 thì thầy có giải cho các bạn theo phương pháp thế mà lớp 9 chúng ta đã tiếp cận. Phương pháp cộng đại số có thể làm mất x hoặc làm mất y chúng ta cũng đã tiếp cận ở cấp 2. Và phương pháp thứ 3 đó là dùng định thức thì thầy có nói về lý thuyết phần định thức. Các bạn chú ý đó là khi mà định thức D mà khác không ấy thì nó có nghiệm duy nhất. Định thức D mà bằng 0, một trong hai DX, DY bằng 0 thì hệ có vô số nghiệm. Còn khi D bằng 0
một trong hai giá trị dx hoặc di khác không thì hệ vô nghiệm. Các bạn hãy nhớ lấy các điều kiện này nhé, nhớ lấy các điều kiện này, được chưa nào? Và chúng ta có vận dụng định thức ở cách trình bày rất cẩn thận và chúng ta nháp đấy, chúng ta nhẩm được nghiệm rất là hiệu quả các bạn nhé. Ok, sáng thoát ra vào lại đi. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ số 2 để chúng ta cùng làm này. Hãy giải hệ. Đó, giải hệ sau. Sáu chia x cộng với 5 chia y bằng 3 và 9 chia x trừ 10 chia y bằng 1. Rồi để giải hệ này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trước. Đầu tiên các bạn sẽ thấy cái hệ này sẽ được viết dưới dạng sau. Hệ này sẽ được viết dưới dạng dễ nhìn hơn, đó là 6 nhân với 1 trên x cộng với 5 nhân với 1 trên y bằng 3, 9 nhân với 1 trên x trừ 10 nhân với 1 trên y bằng 1. Đến đây các bạn nên đặt ẩn phụ. Đặt a bằng 1 trên x và b bằng 1 trên y, hệ trở thành nó trở thành như thế này các bạn này, đó là 6a cộng với 5b bằng 3, 9A trừ đi 10B bằng 1. Các bạn hãy áp dụng định thức để nhẩm cho thầy xem A bằng mấy và B bằng mấy. Rồi thầy sẽ nhờ một bạn nhẩm giúp thầy nhé. Thầy nhờ bạn Giang Chi Linh nhẩm cho thầy nào. Dạ em thưa thầy là A sẽ bằng... âm 105. Âm 105. 95 45 như vậy, âm 105. Rồi, dx bằng gì nào? Đây. Đây, đây sẽ bằng của này. Trừ 5 trừ âm 35 ạ. Rồi, 35. 35 nhưng mà A phải đổi dấu. 5. Âm 35. Rồi. Rút gọn thì thành 1 phần 3 em nhé. Vâng. Rồi. B bằng gì nào? B bằng âm 21. Tính lại. 6 trừ 27. 6 trừ 27. Ừ ok. Âm 21. Âm 21 chia cho 105 rút gọn thành là 1 phần 5 em nhé. Vâng. 1 phần 5. Từ đây chúng ta suy ra. Thầy cảm ơn Chi nhé. Cảm ơn Linh. Suy ra A thì thầy lại thay là 1 trên x. Thay ngược trở lại đúng không? Đấy, và B thầy thay bằng 1 trên y. Và chúng ta tìm ra được x bằng 3 và y bằng 5. Dẫn đến hệ có nghiệm x, y sẽ bằng 3, 5. Sau này nếu các bạn chịu khó rèn luyện cái cách nhẩm nghiệm bằng định thức ấy, thì các bạn sẽ thấy giải hệ nó rất là đơn giản. Và chúng ta nên sử dụng cái cách này thường xuyên hơn.
Rồi, xét ví dụ số 3 nào các bạn. Giải hệ. Bốn chia cho x trừ hai cộng với một chia y bằng năm. Năm chia cho x trừ hai trừ hai chia y bằng ba. Rồi các bạn hãy giải cái hệ này rồi cho thầy biết nghiệm x y bằng bao nhiêu. Đấy, các bạn tự giải cho thầy ví dụ số 3 nào. Các bạn ra được nghiệm, các bạn chat vào phần chat của Zoom nha. Các bạn chat là x bằng y bằng, ví dụ, x bằng 5, y bằng 2. Đấy, các bạn chat giống như thầy chat này. Rồi, thầy đã nhận được một kết quả của Hưng. Các bạn tiếp tục comment kết quả vào cho thầy. Hưng thử chụp lời giải gửi cho thầy Hưng nhé. À, dùng lab, ok, ok. Rồi, ok, ok. Rồi Mai Linh cũng ra kết quả, ok, chuẩn rồi. Đấy, các bạn tiếp tục comment kết quả cho thầy. Rồi Phương Ánh ra chuẩn rồi. Mai Linh thấy cái phương pháp định thức hay không hả Mai Linh? Có ạ. Ừ, ok, sáng kiểm tra lại kết quả sáng nha. Hoài Ngọc ra kết quả chưa? Các bạn chat vào trong phần chat của Zoom đi. Huy ra kết quả chưa Huy? Huy ơi, ừ. Các bạn cố gắng lấy mic trả lời cho thầy nhé, lấy mic trả lời. Các bạn nhìn cách làm ở phía trên này, nó tương tự nhau đúng không? Đấy, ví dụ số 2 và ví dụ số 3 tương tự nhau. Đấy, bạn nào ra được kết quả thì chat vào đây nhé. Và chúng ta viết lời giải trình bày vào thật cẩn thận.
Rồi bạn nào ra được kết quả các bạn chat vào phần chat nhé. Thanh Huyền ra được kết quả chưa Thanh Huyền? Em ra rồi thầy. Ừ, chat vào đây cho nó rực rỡ đi xem nào. Vâng. Ừ. Nhiều khi mấy đứa cứ khiêm tốn nên nó không đúng chỗ. Làm được thì thử chat vào đây. Yến ra chưa Yến? Em ra rồi, em chat ở đấy mà thầy. Ừ, đây mày vừa chat đây, vừa thầy vừa nhận được đấy, đúng rồi. Ok, đấy các bạn làm rất tốt đấy này. Rồi, thế thì ở cái ví dụ số 3 này thầy sẽ trình bày lời giải khác ví dụ số 2 một chút. Ở ví dụ số 2 là thầy dùng phép đặt ẩn phụ để trình bày bài toán rất cẩn thận và nó tránh được nhầm lẫn. Thế nhưng nếu chúng ta quen với cách giải định thức thì các bạn nhìn đây chính là lời giải của ví dụ số 3 này. Các bạn cùng nhìn nhé. Thì từ cái hệ này ấy, thì chúng ta có thể viết tương đương luôn. Đó là gì? Đó là 1 trên x trừ 2 bằng và 1 trên y bằng. Rồi các bạn có nhớ phương pháp định thức đúng không nào? À, mẫu số của nó là âm 8. Các bạn nhìn này, âm 8 trừ 5. Âm 8 trừ 5 là âm 13. Rồi để tính 1 trên x trừ 2 thì chúng ta che cột này lại. 1 nhân 3 là 3. 3 trừ đi trừ 10 là dương 13. Đổi dấu là âm 13. Vậy kết quả bằng 1. Y này, che cột này lại. 4, 3, 12. 12 này. Trừ đi 25. 12 trừ đi 25 thì còn âm 13. Như vậy cũng bằng 1. Và dẫn đến x trừ 2 bằng 1. Y bằng 1. X bằng 3. Y bằng 1. Kết luận hệ có nghiệm x, y bằng 3, 1. Thế thì để cái tốc độ làm việc của các bạn ngày càng nhanh hơn và hiệu quả hơn thì không có cách nào khác là các bạn hãy thường xuyên tập nhẩm và làm đi làm lại cho nó quen các bạn nhé. Rồi chúng ta xét ví dụ số 4 nào. Ví dụ số 4 này sẽ khó hơn một chút. Đó là hãy tìm M để hệ vô nghiệm. À, hệ của các bạn là mx trừ y bằng 2m và 4x trừ my bằng m cộng 6. Hệ này vô nghiệm. Đấy. Thầy sẽ lấy lại cái phần lý thuyết ở phía trên đưa xuống dưới. À, để làm gì? Để các bạn biết cách áp dụng nó. Đây, thầy sẽ để cái phần lý thuyết này vào đây. Thầy nghĩ là các bạn đủ nhìn thấy đúng không nào? Đấy. Rồi, các bạn hãy tìm cách áp dụng cái lý thuyết này để làm nào. Ở cái sơ đồ này nó cho chúng ta 4-3 trường hợp, đó là có nghiệm này, vô số nghiệm này và vô nghiệm này. Đấy, các bạn hãy áp dụng một cách linh hoạt. Rồi, chúng ta thử nhát qua một chút nhé.
Ok, một bạn sẽ cùng với thầy tính D nhá. Nào, bây giờ đầu tiên chúng ta tính D nào. D sẽ bằng. À, các bạn chỉ cần nhớ theo cách đó là nhân chéo này, trừ đi nhân chéo đúng không nào? Nhân chéo, trừ đi nhân chéo các bạn nhé. Này, nhân chéo này, trừ đi nhân chéo. Rồi, một bạn giúp thầy nào. À, thầy nhờ Kiều tính cho thầy D nào, Kiều. Là âm m bình cộng 4 ạ. À, âm m bình cộng 4. Rồi, bây giờ em lại tính cho thầy DX nào. Em có thấy là DX em nhớ là phải có dấu trừ nha. âm m trừ 6 trừ À, trừ cho âm m trừ 6 cộng với cả 2 cộng với 2m bình. Ok, như vậy thầy khai triển ra thì nó sẽ thành là trừ 2m bình cộng cộng 6 m gì nữa? cộng 6 Cộng 6. Rồi, em nhìn này, cái điều kiện vô nghiệm, hệ vô nghiệm thì chúng ta nói như thế nào đây? Hệ vô nghiệm khi b bằng 0 rồi khi d bằng 0 và gì nữa? Và dx bằng 0 tương đương với nghiệm khác không hả? vô nghiệm là đây À, khác khác không, rồi thầy cảm ơn, khác không, trừ m bình cộng 4 phải bằng gì? Bằng không. trừ 2 m bình cộng m cộng 6 bằng không à khác không Rồi, ở trên thì em tìm ra m bằng những giá trị nào? m bằng cộng trừ 2 à Rồi, ở dưới em tìm ra m là những giá trị nào? bằng 2 với cả âm 3 M khác 2 và m khác âm 3 phần 2. Từ đây em tìm ra được m bằng bao nhiêu? Rồi, m bằng m bằng âm 2. M khác m bằng âm 2 thì hiển nhiên đã khác âm 3 phần 2 rồi em. À, ok. Như vậy các bạn tìm ra được m bằng âm 2. Đấy, các bạn thấy cái phương pháp định thức nó rất là hiệu quả. Nó không chỉ áp dụng với những cái bài toán mà cái hệ số của nó là dạng tường minh, mà với những cái bài toán có tham số ấy, thì cái phương pháp hệ thức này nó phát huy tác dụng rất là lớn. À, thầy hỏi là bạn Nguyễn Hưng có hiểu được cách làm này không, Nguyễn Hưng? có Ok. Huy có hiểu được cách làm này không, Huy? em có Ok, rồi. Đấy, các bạn bám vào cái sơ đồ mà thầy cho ở ban đầu này này. Thì tùy theo yêu cầu của bài toán chúng ta xử lý theo cái sơ đồ này cho nó hợp lý. Thế thì khi các bạn tính D, DX hay DY ấy, các bạn không nhất thiết phải dùng định thức này đâu. Mà các bạn có thể nhân trực tiếp ở trong cái hệ này nhé. Nhân trực tiếp ở trong hệ này thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và nó dễ làm hơn. Rồi chúng ta xét ví dụ số 5 các bạn. Đó là hãy tìm m để hệ phương trình mx trừ 2y bằng 1 và x 2x cộng y bằng 2 có nghiệm duy nhất. Rồi chúng ta cùng copy lại cái cùng lấy lại cái phần sơ đồ để chúng ta thấy là khi nào nó có nghiệm duy nhất các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy được chưa?
Đúng rồi. Đâu? Nê khác không em? Có nghiệm duy nhất mà. Có nghiệm duy nhất nhé. Nhớ câu này, có nghiệm duy nhất này. Có nghiệm duy nhất thì là trường hợp đầu tiên này này. Cái câu hỏi của bài toán là có nghiệm duy nhất, tức là cái hệ này chỉ có một nghiệm xy thôi, chỉ có một nghiệm xy thôi. Thì đây gọi là có nghiệm duy nhất đây các bạn này. Thì nó rơi vào tình huống này này. Đấy thì để rơi vào tình huống này thì các bạn chỉ cần đặt định thức khác không. Ôi rồi các bạn cố gắng bật mic đi, bật mic trao đổi với thầy đi. Bài trước là chỉ cần dx khác không thôi. Sáng ơi, ở đây thầy thầy dùng cái ngoặc vuông này này, em có thể cho dx khác không cũng được mà cho di khác không cũng được, tức là một trong hai trường hợp này khác không thôi là được nhé Sáng nhé. Ngoặc vuông có nghĩa là một trong hai trường hợp khác không là được. Hiểu chưa Sáng? Rồi thế thầy giải thích thế đã hiểu chưa? Ok, rồi đấy. Rồi thầy đợi mời một bạn cùng làm cho thầy ví dụ số 5 nhé. Thầy mời Ngọc Lan nào. Ngọc Lan tính cho thầy D bằng gì? Ngọc Lan. À ok, không có mic. Rồi các bạn cố gắng khắc phục cho thầy nhé. Thầy mời Nam nào. Nam tính cho thầy D nào Nam. Nam ơi. Nam 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 bật mic lên trả lời thầy nào. Alo ạ. Ok, thầy nghe thấy rồi. D bằng gì Nam? D bằng nhân chéo trừ nhân chéo này. MI ạ. Không phải MI, em chỉ nhân hệ số thôi. M nhân 1. M trừ cho 4 ạ. Trừ cho âm 4. Vâng. Trừ cho âm 4 thành thành gì? Dương 4 ạ. Rồi thành cộng 4. Rồi em lập luận đi. Hệ có nghiệm duy nhất khi nào? Hệ có nghiệm duy nhất khi m khác 4 ạ. M khác âm 4. Khi và chỉ khi D thế nào đã? D khác không. Rồi, dẫn đến. Dẫn đến m phải khác âm 4. Đừng vội nhé. Khác không, dẫn đến cuối cùng là làm chậm thôi Nam nhé. Vâng ạ. Có hiểu được bài này không Nam? Có ạ. Ok, tốt rồi. Đấy các bạn thấy nhá, cái định thức này nó giúp các bạn biện luận cái hệ này rất là hiệu quả. Cực hiệu quả luôn các bạn nhá, hiệu quả lắm. Rồi thì bây giờ thầy mới giải thích cho các bạn một cái vấn đề và có lẽ một số bạn vẫn đang đang hơi thắc mắc. Đó là cái vấn đề này. Đó là tại sao nó lại có cái tình huống đó là hệ có vô số nghiệm này. Tại sao lại có cái tình huống này? Thế thầy giải thích cho các bạn nhé. Đây. Chúng ta xét ví dụ 6. Giải hệ. X trừ 2y bằng 3. 4x. Xin lỗi, 2x trừ 4y bằng 6. Rồi một bạn giúp thầy tính xem định thức D bằng bao nhiêu. Thầy nhờ bạn Hương Hương tính cho thầy
định thức D bằng bao nhiêu Hương? Không ạ. Bằng không. Rồi em lại tính tiếp cho thầy DX bằng bao nhiêu? Không ạ. Không. Em lại tiếp tục tính cho thầy DY bằng bao nhiêu? Chắc cũng không. Chắc cũng không, ok. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng xem lại này. Đây, lý thuyết chúng ta nói điều gì ở đây? Đấy, các bạn thấy nhá. D bằng 0 này. DX bằng 0 hoặc DY bằng 0 thì hệ có vô số nghiệm. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao hệ lại có vô số nghiệm? À, vì như thế này. Các bạn chỉ cần xét một trong hai phương trình thôi, đó là x trừ 2y bằng 3. Các bạn chọn x bằng một giá trị bất kỳ thì các bạn sẽ suy ra được y. Ví dụ, chọn x bằng 0 thì các bạn suy ra được y bằng âm 3 phần 2. Như vậy đây là một nghiệm. Các bạn chọn x bằng 1 thì các bạn thay số 1 vào đây thì các bạn sẽ suy ra y bằng âm 1. Vậy chúng ta có một nghiệm nữa. Các bạn chọn x bằng 2, các bạn thay số 2 vào đây thì chúng ta lại suy ra y bằng âm 1 phần 2. Có nghĩa là cứ chọn một x thì các bạn sẽ tìm ra được một y. Đây chính là lý do vì sao mà hệ có vô số nghiệm. Đấy. Vậy hệ có vô số nghiệm tức là gì? Tức là các bạn sẽ có D bằng 0, DX bằng 0, DY bằng 0. Hay một cách đơn giản hơn, nhìn vào hệ này các bạn phát hiện ra một điều rất đặc biệt. Đó là các bạn nhìn theo chiều dọc này. Hệ số 1 phần 2 bằng hệ số âm 2 chia âm 4 bằng hệ số 3 chia 6. Nếu điều này xảy ra thì hệ sẽ có vô số nghiệm các bạn nhé. Hệ sẽ có vô số nghiệm. Rồi thầy xin hỏi một bạn, đó là bạn Khôi. Khôi cho thầy hỏi là cái nội dung học hôm nay em có nắm bắt được hoặc hiểu được nội dung học hôm nay không Khôi? Có. Ừ, em thấy thích phương pháp nào nhất ở phương pháp thế này, cộng đại số này và dùng định thức? Em thấy hình thức này dễ nhất. Ok, chịu khó luyện tập nhé. Nó sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều. Rồi, như vậy chúng ta cùng chốt lại nội dung ngày hôm nay này. Chúng ta dành cả buổi hôm nay để học về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì nó có nhiều cách để làm, trong đó có cách bấm máy tính các bạn. Phép thế, cộng đại số và định thức. Mỗi một cách nó có một cái ưu điểm và hay riêng. Bấm máy tính thì chắc là thầy còn phải học các bạn, cho nên thầy không dám dạy các bạn bấm máy tính. Phép thế và cộng đại số các bạn được học ở lớp 9 và thầy đã nhắc lại để chúng ta nhớ cách trình bày. Và thầy giới thiệu thêm các bạn dùng định thức. Thế cái định thức này nó có hai cái hay. Cái hay thứ nhất là nó giúp các bạn nhẩm được nghiệm. Cái hay thứ hai là với những bài toán chứa tham số các bạn có thể làm được một cách rất dễ dàng. Và dựa vào sơ đồ này thì chúng ta có thể biện luận được khi nào hệ có nghiệm duy nhất, khi nào hệ vô số nghiệm và khi nào hệ vô nghiệm. Và các bạn sử dụng cái sơ đồ này, các bạn sẽ giải quyết được gần như tất cả các yêu cầu của hệ bậc nhất hai ẩn các bạn nhé. Ok,